Trời ơi, không có rồi. Có không? Không. Sao? Bà Tư hay bà gì? Cái chỗ mà cái đường hư hư bữa ăn buổi tối ăn mì á, nhớ không? Không, nó có hai địa chỉ. Một cái ở đường Trần Hưng Đạo. Dạ. Yeah. Và một cái ở Phan Đình Phùng, bây giờ là 251 Phan. Một buổi chiều mưa ở Đà Lạt, bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi. Nguyên ngày hôm nay thì trời lúc mưa lúc nắng. Thì bây giờ là mọi người nằm ở trong nhà buồn quá, kêu anh Chỉnh anh chở đi ra ngoài siêu thị. Cái chỗ mà cái gì đó, cái gì? Go. Cái siêu thị Go. Ở dưới hầm của sân vận động. Ở dưới hầm của sân vận động hôm qua mình đi đó, để mình tham quan tiếp. Hôm qua đi nhưng mà vì lý do đi mua đồ rồi cứ thử tới thử lui nên không có đủ thời gian để mà đi tham quan ở chỗ đó. Bây giờ gia đình mình lại không biết làm gì hết vào những cái lúc trời mưa lâm râm như vậy. Bây giờ mà mọi người đi theo chân mình vào tham quan cái siêu thị Go ở sân vận động đi đó. Mình không rành lắm ở đây. Quảng trường của Đà Lạt. Đây là quảng trường của Đà Lạt đó. Mình nghe mấy anh chị ấy nói như vậy. Đó, mình quay xem cho mọi người. Quay cho mọi người xem này. Tại trời nó đang mưa lất phất. Mưa nó không có lớn lắm. Nhưng mà đi cái cảm giác nó nhớp nháp. Đi mình không có thích lắm. Nắng lên lúc khoảng 4 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Đó là mưa phùn. Là mưa phùn Đà Lạt. Mọi người đang nằm ngủ, tôi lại hướng thêm chút. Em ngồi em ngồi tao nhấp cái con hồng. Bây giờ xin mọi người đi theo chân mình, đây là quảng trường chính của Đà Lạt, đối diện với Hồ Xuân Hương. Mát không? Đây là cái biểu hiệu cái nụ hay cái gì đó của cái bông official đây. Hai vợ chồng mình mượn cái ô của cái dù ô dù của hotel. Ở nhà nằm buồn quá đi bây giờ vào trong đây xem coi có cái gì lạ hay không. Hiện tại bây giờ ngoài trời đang mưa nên mọi người đứng ở đây rất là đông. Cầm nhá. Ở trong trung tâm thương mại Go này du khách rất là đông. Mình thấy quá trời người ơi là người, nhiều lắm đó, rất là đông ngày hôm nay nha. Wow. Hôm nay Ti đi vô trong đây làm kính cường lực của cái iPhone 13 Pro Max. Không sợ sướt nữa. Đúng rồi, không sợ. Không sợ nước thì nó không có sợ vỡ màn hình của mình. Giá kính cường lực đây ở bên Việt Nam là 80.000 đồng. Complicated. Don't you see the matter with you?
dán rất là nhanh, trong vòng chưa tới 5 phút mình quay là mất khoảng 2 phút 40 giây. Cô Mai dự định đi mua cái cây để tự chụp hình mình. Ồ, nó có quá. Đấy, đấy, biết rồi, anh Lâm biết. Không, thật thú rồi đấy. Rồi, tên của nó đây. Nhưng tên, là cô phải mở cái này lên nha. On này, mở on lên. On này. Ờ, thấy rồi. Con nét rồi. Rồi. Một cam này. Test thử này. Thấy xài không? Đó, quay đó. Bây giờ mình ở trong hàng siêu thị điện máy. Hốp với Mai với mình mua cái cây tự sướng. Thì bây giờ mình đi sâu vô bên trong đây. Rồi. Ở đây họ bán những cái loại bánh pan sô cô la croissant rất là bự nhá. Ờ, mình thấy chất lượng lắm ạ. Bánh mì bơ tỏi gì đây. Ở đây rau củ quả là không thiếu cái gì hết. Siêu thị ở Đà Lạt mình thấy to kia, rất là lớn. Lớn hơn ở Nha Trang rất là nhiều. Vancom Plaza ở Nha Trang thua ở đây xa. Này, rau củ quả nhất là salad ở Đà Lạt khỏi nói rồi. Nhìn rất là tươi. Đây, loại rau cải kìa 39.000, coi như 40.000. Ờ, mình thấy ở đây nó to mà nó quá nhiều món đi. Rất là nhiều món. Đây là nấm mèo khô, đấy là 24.000 một gói. Đậu đen 33.000 một gói. Ở đây bánh pía họ cũng có luôn, đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Còn đây là đồ đông lạnh. Tôm cá gì đây, cá chuồn. Tôm. Tôm thẻ 250.000 một ký. Đó, cá chuồn. Cá chác, cá chim trắng. Cá chim nước ngọt, cá phèn đồng. Và cá chém, cá ba sa tươi. Đây cũng là cá đông lạnh, một loại cá nhỏ. Đây, chả gam tôm đất. Bạch tuộc làm sạch 120.000, 119 giống như 120. Đây là khu vực họ bán cánh gà, đùi gà chiên. Giống như dạng KFC vậy đó. Cánh rồi.
Đùi tỏi gà chiên giòn, wow, mấy cái bên Việt Nam mình họ chế rất là nhiều món. Đây, giá cả ở trên đây họ ghi rõ ràng cho mình coi. Gà quay nguyên con 99.000. Nhìn vàng và giòn lắm ạ. Đây là hot dog chiên. Nhiều loại luôn. Ở đây là những món mình tự chọn, tự lấy nha, tự service lấy. Bây giờ mình đi qua một khu vực khác nữa. Đồ ăn họ làm sẵn đây. Giá cả thì họ ghi rõ ràng trên đây nha. Những cái món ăn này là sử dụng trong ngày, bán không hết là họ bỏ hay là họ làm, họ cho nhân viên ăn. Bên đây là khu vực bán đồ ăn sẵn rồi, mua về chỉ hâm lại, bấm micro là ăn thôi. Giá cả rất là phải chăng, một phần ăn như vậy có 32.000, từ 30 đến 32.000, rất là nhiều món. Từ 30 đến 32.000. Đây là khu vực bán đồ súp, bán món bún thái tập cập và món bún bò. Đây là cái nồi nước bún bò Huế. Và đây là một cái nồi súp củ cải, đồ lê kim đó. Và bên đây chắc là món của Thái rồi. Đây là những món lẩu nghe, họ làm sẵn nha, chỉ mua từng cái này món như vậy là ra ngoài bàn ngồi ăn thôi. Và đây là khu vực mình mua ra xong mình ngồi lên mình ăn, giống như ở bên Thái Lan vậy á. Còn khu vực bên đây là họ bán tôm càng xanh, tôm sú. Và đặc biệt ở đây có mực cơm và tôm hùm. Một ký tôm hùm là 670.000. Và có đầy đủ nghêu sò phến đây, cua nữa. Và đây là những cái quầy hải sản đông lạnh, cá hồi. Nói chung là rất là nhiều thứ. Có cá búng gì luôn đây, và có cả cá trứng nữa. Khu vực này là họ bán những cái đồ dụng thường dùng ở trong cuộc sống hàng ngày đó. Rồi họ có bán cả cây cảnh mang về trồng ở nhà cho đẹp. Tây hiện tại bây giờ đang lựa ổi. Tây hiện tại bây giờ rất là thích ăn thơm cái dứa đó. Rất xinh. Bây giờ mình tiếp tục đi vào khu vực bán những cái đồ thuốc gội đầu rồi kem đánh răng, rất là nhiều loại, kể cả kush cho bê bê.
ở đây là không có thiếu cái gì nghe Viên. À, BB đi qua đây chơi có đầy đủ đồ hết. Ở đây mình thấy họ bán sô-cô-la rất là nhiều. Vâng, cái này cho tuổi trẻ thôi, lớn tuổi không nên ăn. Đây là khu vực bán đủ loại bánh. Là những cái bánh này thì mình nghĩ là họ sản xuất tại Việt Nam. Kể cả những cái loại ship này thì một số thì nhập bên Hàn Quốc qua. Sáu lon nước ngọt Pepsi 52.000. Sáu lon này đó tức là gần 2 euro, hơn 2 euro một chút. Hiện tại bây giờ cái giá euro là một đồng ăn 25.000. Còn đây là giá dầu của Meizan và Tường An. Đây là dầu của Meizan. Còn đây là dầu ăn, dầu đậu nành của Tường An. Đây là gian hàng cà phê Trung Nguyên. Đầy đủ hết nha, cappuccino gì cũng có, không thiếu một cái gì hết. Chỉ có một cái là mình có thiếu tiền thôi, ở bên đây là có tiền sống rất là sướng. Đủ loại cà phê. Cà phê nâu đá Việt Nam đây. Đây mình thấy cũng có iced tea, Lipton, Nescafe. Trước mặt mình là gian hàng sữa đặc, đủ loại, đủ hiệu ấy nha. Rất là nhiều hiệu khác nhau. Giá cả thì tùy theo loại. Loại 29.000, loại 23, 18, 14, 21. Còn đây là cà phê nguyên hạt. Đây giá cả mình quay cho mọi người xem. Cà phê nguyên hạt. Sáng dậy là phải uống cà phê. Đây là cái món cà phê nguyên hạt rang sẵn rồi, chỉ có cái là xay rồi cho bỏ phim thôi. Khu vực trả tiền mình thấy có rất là nhiều quầy. Hiện tại quầy từ số 1 mình thấy thì từ đầu bên kia cho đến bên đây là tới 16 quầy, 18 quầy, 20 quầy. Hiện tại bây giờ là 20 quầy đang hoạt động, chứng tỏ du khách ở đây rất là đông. Người dân địa phương ở đây họ đi chợ chỗ này cũng rất là nhiều. Mua đồ ở đây rất là an toàn, không có lo sợ ngộ độc thực phẩm. Ngày vừa bước chân vô là mình thấy cả một cái quầy ướp lạnh, giữ lạnh đó, cho những loại trái cây nhập, trái cây nhập không thôi. Này đấy, có táo Gani nè. Bên đây cũng có táo Fuji. Giá cả đó họ ghi sẵn đó, đủ loại hết nha. Đây là một loại quýt mới nhập từ Ai Cập về. 92.000 đồng một ký. Nói chung gian hàng trái cây ở đây là gian hàng trái cây nhập từ nước ngoài vào đó. Còn đây là gian hàng bán rau củ quả của người Việt mình. Ở Đà Lạt thì khỏi nói rồi. Cái gì cũng tươi, giá thì phải chăng.
Nhưng mà không biết, mình nghe nói là trái cây ở Đà Lạt mình rau củ quả hay là hoa cũng vậy, mua ở Đà Lạt rất là mắc so với lại mua ở Sài Gòn, không biết có đúng hay không. Sau này mình về mình sẽ kiểm chứng, bởi vì mình không có để ý tới vấn đề hoa và lại rau củ quả. Mình nghe bà xã mình đi chợ mà bà xã mình nói như vậy. Rất là nhiều đủ loại á, hổ qua đắng dưới đây, hổ qua đây. À, mình thích ăn rau hổ qua của họng củ hàng hổ qua này, rất là ngon. Kể cả bí bầu gì nữa. Và không thể thiếu thăng long vàng và đỏ, xoài ghép, mà loại xoài giống của Úc đây. Còn xoài đó là xoài đỏ giống Đài Loan. Và đây có đủ loại xoài nhá. Mà hầu như mình thấy các cái giống ở nước ngoài thì rất là bự. Còn đây là xoài cát Hòa Lộc, 39.500 một ký. Nhà mình thấy rất là nhỏ so với xoài dài giống Đài Loan. Còn đây những cái loại bơ. À, mình coi là những cái bơ thì trái nó nhỏ thôi. Còn bên đây á, thì loại bơ trái dài. Giá cả siêu rẻ. Kể cả măng cụt lẫn sầu riêng. Đó, giá cả sầu riêng và măng cụt. Bây giờ mình xin phép các bạn mình dừng cái clip video sau khi tham quan cái chợ ở Đà Lạt đây. Nhưng mà đây là trong một cái siêu thị lớn lắm. Ở đây mình không biết siêu thị này gọi là gì. Trước khi mình dừng cái clip ở đây, mình cũng không quên mến chúc các bạn và mọi người được một ngày thật tốt lành, nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Ở khu vực này họ bán hành tây, hành tím và gừng. Gừng thì gừng Lâm Đồng, hành tím thì xuất xứ ở Vĩnh Châu, còn hành tây thì là ở Lâm Đồng. Đây, gừng. Ở đây mình cũng thấy họ đang khuyến mại cái hạt hướng dương từ 107.000 cho xuống 56.000. Mai Bê Hốt đứng xếp hàng, tưởng là đi ra sau Lâm, hóa ra là trước cả Lâm luôn. Rất là đông mọi người. Ở bên đây mình thấy họ đeo khẩu trang không có nhiều lắm đâu. Đấy. Khách hàng là tượng đế mà Mai. Ở bên đây là xe buýt, đây là khỏi chê rồi. Siêu thị Go này họ có cũng có cái quầy để giữ đồ cho khách hàng khi vào chợ mua đồ. Giờ mình mới nhớ, đi ra ngoài đây thì mình thấy cái siêu thị này cái tên là Go. Đó là tên của siêu thị Go ở ngay cái phía dưới của cái biểu hiệu hoa Akisho. Ở bên đây ở két xe thì họ vừa tính tiền, họ cho vào bao khách hàng chỉ có trả tiền xong. Rất là khỏe, gọn gàng. Đây là những hình ảnh ở trước ngay cái khu vực quảng trường của cái biểu tượng Akisho.
Bây giờ là khoảng không biết mấy giờ, 7 rưỡi 8 giờ gì đó. Sau khi mình ghé thăm vô trong đó, mình ghé vô siêu thị Go. Bây giờ mình xin phép mọi người là mình ngừng hẳn cái video ở đây. Chúc mọi người có một buổi tối yên lành và nhiều mộng đẹp. Hôm nay coi như mình chào tạm biệt Đà Lạt. Sáng mai mình phải rời Đà Lạt đi sớm rồi, 8 giờ sáng mình phải khởi hành. Hẹn một ngày đẹp trời gặp lại nha. Bây giờ mọi người là tiếp tục đi tìm một cái cửa tiệm khác. Coi như là món gà lá é này hẹn vào cuối năm nếu có dịp. Hôm nay gia đình đổi món đi nhà hàng lá é. Nhưng mà rất tiếc là lá é lúc nào cũng đông khách hết. Coi như là mình có duyên được thưởng thức cái món đặc sản lá é ở Đà Lạt. Nhưng ngược lại mình ăn một tô phở mới nhìn không thôi là rất là lôi cuốn rồi. Thêm một chén nước dùng nữa, hy vọng rằng là rất là tuyệt vời. Còn bà xã mình ăn món bún bò Huế với cái gì đấy, cái gì đây? Giò heo. Nhìn thấy là út rồi, rất ngon. Một chút lá quế, một chút ớt. Bên đây là họ có ăn phở với salad nha. Mình là mình không ăn salad trong phở, nhưng mà ngược lại á, mình cho rất nhiều cái rau quế. Nhìn mùi rất là thơm. Rồi, mời mọi người dùng tô phở chung với mình nha. Sau đó mình sẽ nói cảm giác sau. Đây là tô phở mình vừa mới dùng xong. Nói nó là không còn cái từ gì để diễn tả hết. Ăn rất ngon. Phở Đà Lạt mà đây mình không biết nó làm từ củ quả hay là nó làm từ xương của bò. Bác Tài ăn phở hay là gì đó? À, bún bò Huế hả? Cũng rất là nhiệt tình.